Ngày 11 tháng 8, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức bàn giao bò giống cho các hộ dân tham gia dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn huyện Phú Bình thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Theo đó, 40 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo của hai xã Tân Khánh và Tân Kim đã được nhận 40 con bò cái giống Lai Xin có trọng lượng bình quân từ 200 đến 240 kg một con với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Trước khi nhận bò giống, các hộ đã được cán bộ chuyên môn tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, cách làm chuồng trại, cách xử lý một số bệnh thường gặp ở bò và đến tận nơi chọn bò. Thông qua chương trình nhằm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo điều kiện cho các hộ có sinh kế lâu dài, từ đó góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.